chú voi con. Ken, chú voi con, chào. Mình tên là Ken. Thật là một ngày tuyệt vời phải không? Hôm nay mình sẽ nướng bánh. Mình thích nướng bánh. Mình sẽ nướng, nướng, nướng. Và trộn, trộn, trộn. Ngon, ngon. Không biết mùi hương ngon lành này là gì? Sắp xong rồi. Woohoo! Để mình xem. Để làm cho nó hoàn hảo, chúng ta hãy thêm một ít kem phủ sô-cô-la. Ngon, ngon. Cố lên, Luke. Đánh nó ra đi, hồi hộp quá. Xong rồi. Có mùi gì đó ngon quá. Đi thôi. Woohoo. Wow Ken, chiếc bánh này trông ngon quá. Tụi mình ăn chung được không? Được, tất nhiên là được. Tụi mình muốn ăn bánh. Mình muốn ăn bánh. Mình cũng vậy. Chúng ta phải học cách chia sẻ. Vậy chúng ta chia bánh thành những phần bằng nhau nhé. Làm sao để chia bánh này thành những phần bằng nhau đây? Mình sẽ chia nó thành 4 phần. Một phần cho Mu Mu, một phần cho Luke, một phần cho Tim, và phần cuối cùng cho mình. Bây giờ chúng mình đã có những phần bánh bằng nhau rồi. Thật là tốt, ngon quá đi. Nhâm nhâm nhâm, chia sẻ luôn là điều tốt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Ken, chú với con. Yay!